Xin chào các bạn, tôi là Thơ Nguyễn. Nhóm 4 người chúng tôi gồm có tôi, Suga, Khá Bảnh và Lisa. Chúng tôi là nhóm săn tìm Ngọc Rồng. Ngọc Rồng chính là những quả cầu có những ngôi sao được đánh số thứ tự từ 1 đến 7. Có tất cả 7 viên ngọc rồng. Có một truyền thuyết kể lại rằng người nào tìm được 7 viên ngọc rồng sẽ triệu hồi được rồng thần và được rồng thần ban cho một điều ước. Ban đầu, chúng tôi cũng như mọi người đều nghĩ đó chỉ là truyền thuyết mà thôi, làm gì có thật. Cho tới một ngày, hôm ấy chúng tôi được giao nhiệm vụ trồng cây trong sân trường. Các bạn ơi, lại đây xem tớ đào được gì này. Cái gì đấy, có phải là kho báu không? Có thể là vàng đấy, nếu vậy thì chúng ta giàu to rồi. Tớ thấy nó có hình tròn, chắc chỉ là một quả bóng, bạn nào đó nghịch ngợm chôn xuống đây thôi. Thử lau sạch đi xem nào. Hả, cái gì đây? Các bạn ơi, hình như là viên ngọc rồng trong truyền thuyết đấy. Thật vậy sao? Nói vậy là rồng thần là có thật sao? Nếu chúng ta tìm được đủ 7 viên ngọc rồng thì sẽ có một điều ước. Nếu có được điều ước thì tớ ước sẽ trở thành ca sĩ nổi tiếng nhất thế giới. Tớ thì ước thật là đẹp trai và giàu có. Còn tớ ước sẽ thi đỗ vào trường đại học Harvard. Thôi nào các bạn, ước gì thì để tính sau. Trước hết, chúng ta phải tìm đủ 7 viên ngọc rồng đã. Lisa, cậu rất là giỏi chế tạo những thiết bị công nghệ điện tử đúng không? Cậu có thể chế tạo một chiếc máy dò tìm ngọc rồng dựa vào bức xạ của viên ngọc rồng này được không? Tớ nghĩ là được đấy. Để bây giờ tớ mang viên ngọc rồng này về phòng thí nghiệm của tớ nghiên cứu. Các cậu hãy chờ tin tốt của tớ nhé. Nisa, cậu hẹn bọn mình qua đây là có chuyện gì đấy? Các cậu quên rồi sao? Hôm trước chúng ta đã đào được một viên ngọc rồng. Tớ đã mang về nghiên cứu và chế tạo ra một chiếc máy dò tìm ngọc rồng. Và cuối cùng, tớ đã thành công rồi. Các bạn nhìn này, tớ đã tìm ra được vị trí của 6 viên ngọc rồng còn lại. Còn đây là viên ngọc rồng số 7 của chúng ta. Có nghĩa là chúng ta đang ở đây. Bây giờ chỉ cần đi theo cái máy này là chúng ta có thể tìm được 6 viên ngọc rồng còn lại. Thế thì hay quá Lisa, cậu thật là giỏi. Khoan đã, các bạn ơi, các viên ngọc rồng đang chuyển động kìa. Đâu, để tớ xem nào. Đúng vậy, không những thế, những viên ngọc rồng ấy đang di chuyển về cùng một điểm. Vậy là ngoài nhóm bọn mình ra, còn có một nhóm khác cũng đang tìm kiếm ngọc rồng sao? Ha ha ha, bọn ta cũng không ngờ rằng loài người lại có thể chế tạo ra được thiết bị dò tìm ngọc rồng cơ đấy. Hả, ngươi là kẻ nào? Xin giới thiệu với các ngươi, bọn ta chính là thuộc hạ của ngài Frieza đại đế. Ngài đang trên đường tới trái đất này. Bọn ta nhận mệnh lệnh tới đây trước để lấy những viên ngọc rồng. Có được 7 viên ngọc rồng thì việc phá hủy trái đất và biến nó trở thành một căn cứ của ngài Frieza sẽ dễ dàng như trở bàn tay. Các ngươi hiểu rồi chứ? Nào bây giờ muốn sống, hãy giao viên ngọc rồng ra đây cho ta. Không đời nào, các ngươi là người xấu, bọn ta sẽ không bao giờ giao ngọc rồng cho các ngươi đâu. Các bạn ơi, mau chạy đi. Ha ha ha, bắt được các ngươi rồi, hết đường chạy rồi nhé. Bây giờ các ngươi có chạy đằng trời, hãy chết đi. Hả, là kẻ lao? Là ta đây. Hừ, thì ra là tên người Lamech Piccolo. Ngươi đã ngăn cản bọn ta rất nhiều lần rồi. Hôm nay ta sẽ tiêu diệt ngươi luôn. Hừ, tiêu diệt ta sao? Ngươi mới là kẻ phải chết đó. Hây à. Hoan hô, ngài Piccolo giỏi quá. Cảm ơn ngài đã cứu bọn cháu. Ngài là người ngoài hành tinh sao? Tại sao ngài lại cứu bọn cháu vậy? Bởi vì các cháu đã được ngọc rồng chọn. Bọn cháu được ngọc rồng chọn sao? Đúng vậy. Nói cách khác, không phải là các cháu tìm thấy viên ngọc rồng đó, mà là nó đã tìm thấy các cháu. Xin giới thiệu với các cháu, biệt đội siêu nhân giải cứu trái đất. Tôi là Piccolo,
người hành tinh 5X. Đây là Kirin, học trò của Quy Não Kame, đương kim vô địch võ thuật Santa, nhà khoa học công nghệ Buma. Hiện nay có một tên đại ma đầu, đó là tên Frieza Đại Đế, siêu tàn ác, đang trên phi thuyền của hắn tới trái đất. Trước đây, nhóm của chúng tôi có một thủ lĩnh tên là Son Goku, rất mạnh. Cậu ấy biết tin Frieza đang đến trái đất, đã đi ngăn cản hắn. Không may chúng phải gian kế của hắn và bị hắn tiêu diệt rồi. Có một nhà tiên tri, đó là bà Tân Vlog, đã nói với chúng tôi sẽ có 4 cô cậu bé tìm được viên ngọc rồng số 7. Họ chính là những người duy nhất có thể cứu được trái đất. Bọn cháu cứu trái đất sao? Nhưng mà bọn cháu đâu có biết pháp thuật giống như cô chú đâu. Đó không phải là phép thuật, mà là nội công. Tất cả các cháu cũng có thể làm được như vậy, chỉ cần luyện tập. Cô là Buma, cô sẽ huấn luyện cho cô bé tóc vàng Lisa. Santa-san sẽ huấn luyện cho Thơ Nguyễn. Hinin-san sẽ huấn luyện cho Kha Bảnh. Còn Piccolo-san sẽ huấn luyện cho Suga. Bây giờ các cháu hãy theo bọn ta đến địa điểm huấn luyện. Chúng ta phải nhanh lên thôi. Chỉ còn một tháng nữa là phi thuyền của Frieza sẽ hạ cánh xuống trái đất rồi. Ha ha ha, vậy là chúng ta đã đến trái đất. Đây sẽ là căn cứ mới của chúng ta. Các ngươi đã tìm được đủ 7 viên ngọc rồng về đây cho ta chưa? Dạ thưa đại dương Frieza, bọn thuộc hạ đã tìm được 6 viên ngọc rồng rồi ạ. Còn viên thứ 7 chưa lấy được, bởi vì có một nhóm người rất mạnh, không biết từ đâu xuất hiện. Bọn thuộc hạ không phải là đối thủ ạ. Hừ. Ha ha ha. Đúng là bọn vô dụng. Các ngươi hãy theo ta, chúng ta sẽ đi lấy nốt viên ngọc rồng thứ 7. Cuối cùng thì bọn mình đã luyện tập thành công rồi. Nhưng mà thầy Santa bắt mình phải đẻo quả tóc này. Kỳ quá đi. Hả? Là Thơ Nguyễn đấy sao? Lisa đấy à? Trông mình buồn cười lắm đúng không? Không đâu, kiểu tóc này của cậu đang là mốt đấy. Tớ rất là thích kiểu tóc này của cậu. Frieza tới rồi. Chúng ta đã hẹn nhau ở đây cùng đi tiêu diệt hắn. Mà sao chưa thấy Suga với Kha Bảnh vậy? Bọn tớ tới rồi đây. Hay lắm, chúng ta đi thôi. Ha ha ha, không ngờ bọn ta không cần phải đi tìm, mà các ngươi tự dẫn xác tới. Hãy mau giao lục ngọc rồng ra đây cho bọn ta. Bọn ta sẽ tha mạng cho các ngươi. Không bao giờ có chuyện đó đâu. Tớ và Lisa sẽ lo hai tên tướng hầu cận của hắn, Suga và Kha Bảnh. Hai cậu hãy hợp lực với nhau tiêu diệt Frieza. Đối thủ của cô là ta. Mặc dù ta rất hâm mộ bộ tóc của cô, nhưng mà ta vẫn phải tiêu diệt cô thôi. Hây ya. Chỉ có vậy thôi mà đòi tiêu diệt ta sao? Hãy xem tuyệt chiêu của ta đây. Triệu hồi ma bư. Bư bư. Hay ya. Vậy là xong, công nhận cô Buma dạy mình hỏa lực thật là mạnh. Các ngươi hãy chết đi, hay ya. Kha Bảnh ơi, hắn rất là mạnh, chúng ta hãy hợp lực lại với nhau. Hay ya. Vậy là xong. Kha Bảnh Suga, hãy mau tiêu diệt hắn đi. Hắn có khả năng tự tái sinh và biến hình. Mỗi lần như vậy, hắn đã mạnh lên các bội đấy. Quá muộn rồi. Hay à. Suga ơi, hắn mạnh quá. Chúng ta hãy sử dụng tuyệt chiêu chúng ta đã luyện tập cùng với nhau. Được. Lưỡng long nhất thể. Wow, thật là ngầu quá đi. Đây là kỹ thuật kết hợp giữa hai chiến binh có sức mạnh tương đương thành một thể, sức mạnh tăng lên gấp bội. Hay ya.
Ta không thể nào thua như vậy được. Ta là Frieza đại đế, làm sao ta có thể thua loài người yếu đuối được. Toàn bộ sức mạnh giải phóng, Frieza Gon. Cuối cùng thì hắn cũng phải sử dụng sức mạnh thật sự rồi. Được, vậy bọn ta cũng cho ngươi xem sức mạnh thật sự của bọn ta. Heya, Super Saiyan. Wow, đây là Super Saiyan trong truyền thuyết sao? Có gì mà ghê gớm đâu. Ta đã từng tiêu diệt tên Son Goku, cũng từng biến hình như vậy rồi. Hãy xem đây. Hả? Tại sao đòn tấn công của ta lại không có hiệu lực? Chú Son Goku thua là bởi vì chúng phải gian kế của ngươi thôi, Frieza. Hôm nay ngươi phải đền tội. Heya. Hoan hô thắng rồi, chúng ta đã có đủ 7 viên ngọc rồng rồi. Bây giờ chúng ta có thể triệu hồi được rồng thần. Nhưng trước hết, chúng ta lên bàn nhau xem ước cái gì. Tớ nghĩ chú Son Goku đã vì bảo vệ trời đất mà phải hy sinh. Chúng ta hãy hồi sinh cho chú Son Goku. Ý kiến hay đấy, tớ đồng ý. Tớ cũng vậy, tớ cũng thế. Hỡi rồng thần, hãy xuất hiện. Các người có một điều ước, hãy nói điều ước của mình. Bọn tôi muốn hồi sinh cho chú Son Goku. Được, không thành vấn đề. Hoan hô, chú Goku đã hồi sinh lại rồi. Video của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho bọn mình một like. Đừng quên đăng ký và ấn chuông để nhận thông báo mới nhất nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Hello, xin chào tất cả quý vị khán giả và các bạn. Mình là Đoàn. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả và các bạn đã đồng hành cùng Đoàn Vlog trong thời gian vừa qua. Nếu các bạn thích, hãy cho mình một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.